Hello Vanessa, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại Vanessa trong một cái video nói về gói cứu trợ. Quý vị, hôm nay thì đã là ngày 8 tháng 12 rồi và chỉ còn có ngày mai nữa thôi là chúng ta sẽ ngày mai họ sẽ vote trên cái gói funding cho government đó quý vị. Thành ra là hôm nay còn cái gì để mà đàm phán, để mà tiếp tục đưa ra nữa thì hôm nay họ sẽ phải làm việc. Và ngày mai họ sẽ có cái quyết định, tại vì rất nhiều người, ngay cả hai người cầm đầu trong gói cứu trợ này, đó là bà Pelosi và ông Mitch McConnell, thì đều muốn gói cứu trợ được thông qua combine cùng song song với gói funding cho chính phủ, vì cái thời hạn họ làm việc cũng không còn nữa. Cả hai thượng viện và hạ viện đều sắp sửa hết cái ngày làm việc của họ, họ sẽ ở họ sẽ đi nghỉ on vacation quý vị nha. Thì đây, hôm nay Vanessa sẽ chia sẻ với quý vị và tất cả các ý kiến của cả hai bên lưỡng đảng và cái chi tiết mới của cái gói cứu trợ là như thế nào, cả ý kiến của Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden trong cái gói cứu trợ này luôn. Thì Vanessa sẽ chia sẻ với quý vị chi tiết, nội dung và những cái cập nhật mới nhất trên cái gói này và ai nói gì và ảnh hưởng như thế nào tới gói cứu trợ. Ông Sander nói gì? Rồi lưỡng đảng đồng ý 1.200 hay không? Ông Mitch McConnell và Pelosi, Tổng thống Donald Trump cũng như tất cả hai bên, đa số thượng viện, thượng nghị sĩ và dân biểu dân chủ, họ có đồng ý trên gói 908 tỷ này hay không? Thì chúng ta cùng vào xem nội dung chi tiết của cái gói bill này nha quý vị nha. Thì trước khi vào chia sẻ, Vanessa rất mong quý vị like, share video cũng như đăng ký kênh để ủng hộ Vanessa cũng như nhận những cái video mới nhất. Thì mẹ làm việc xong đó con. Ôi, không biết là em nói đến cái đoạn nào rồi. Tôi chắc cứ nói từ đầu chỗ này đi. Thì đây là những cái mà hầu hết họ đồng ý hết quý vị nha. Họ không có phản nàn gì trong cái gói 908 tỷ tài trợ cho phân phối vaccine, rồi PPP bảo vệ tiền lương doanh nghiệp nhỏ và vừa, tài trợ cho trường học, rồi tài trợ cho tiền thất nghiệp và gia hạn lệnh trục xuất. Thì đó là họ đã đồng ý hết rồi. Và cái chi tiết thay đổi trong hôm nay nó quan trọng nhất là ở cái khoản tiền 1.200, ở hai khoản tiền, đó là 1.200 và tiền thất nghiệp, gia hạn tiền thất nghiệp quý vị nha. Đó, thì đây là hai cái mà họ còn đang gặp phải cái trở ngại trong cái gói cứu trợ này. Thì Vanessa sẽ chia sẻ chi tiết cho quý vị. Trước khi vào họ bàn luận thì họ cũng đã đưa ra những cái chương trình mà cuối năm nay đã hết. Thứ nhất là chỉ chương trình gia hạn cái đép của sinh viên đó quý vị, chỉ hoãn khoản vay sinh viên, lệnh cấm trục xuất của liên bang, mở rộng bảo hiểm thất nghiệp cho lao động hợp đồng. Hai, người ta tách ra cả hai loại nha, vừa là bảo hiểm mở cho lao động hợp đồng, xong vừa là gia tăng số tuần bảo hiểm cơ bản cho những người thất nghiệp mà từ 26 tuần của UI quý vị. Thì họ muốn đưa lên thành 39 để nó không có bị, để cho những người mà đang bị hết cái số tuần thất nghiệp đó thì họ sẽ được ở cái mức tối thiểu như vậy, thì nó sẽ không có bị mất cái quyền lợi trong cái tháng 12. Nếu như họ được lên như vậy thì họ sẽ sang được ít nhất là sang 3 tháng của đầu quý thứ nhất của năm 2021. Đó, thì rồi thế chấp này, rồi những cái chương trình của những người lấy tiền, cái chương trình 4K lấy sớm ra vì không chịu được và khó khăn này, rồi gia đình đối phó với những cái con coronavirus này, rồi thì chương trình của những tiểu bang local and government state này. Đó, thì đấy là những cái mà họ cần phải thực hiện để nó tránh cái deadline. Những cái này người ta gọi là những cái nó đã deadline trong cái tháng 12, 31 tháng 12 quý vị nha. Thì họ cần phải xử lý. Và cái chi tiết thay đổi của cái tiền thất nghiệp thì hôm nay họ đã có cái sự bàn bạc. Thứ nhất là đưa thêm 1.200 hay không, thì chúng ta biết cái điều này là bà Pelosi thì bà vẫn muốn đưa cái 1.200 này. Và bên ông có một ý kiến của ông gọi là ông Sander, thì ông cũng là cái người mà đưa ra cái bài phỏng vấn, và ông ấy nói là không có 1.200 thì sẽ không, giống như là cái gói bill này nó không có ý nghĩa gì đó quý vị. Trong khi đó thì tất cả những cái người mà họ là lập ra cái gói này, là cái nhóm lưỡng đảng đây, thì họ lại không muốn cho cái 1.200 này vào. Họ cho rằng cái gói này chỉ là gói cứu trợ bailout của cái gọi là relief bill for coronavirus thôi, chứ họ không có muốn đưa cái stimulus check vào đây. Thì bà Nancy và ông Mitch McConnell thì có hai người này có cái ý kiến nó hơi bị mâu thuẫn. Họ đều muốn thông qua cái tấm bill này, same the day vote funding for government, có nghĩa là cùng vào ngày mai đưa ra vote cho cái khoản funding government, tránh chính phủ đóng cửa vào ngày 11 tháng 12 đó quý vị. Thì ngày mai họ vote cho cái gói funding này rồi. Thì hai người này họ đều muốn đưa cái gói cứu trợ khẩn cấp của lưỡng đảng vào trong cái giai đoạn cho funding cho government. Trời ơi, con em nó lại đến rồi. Sorry cả nhà, em lại bị gián đoạn rồi. Đọc đến chỗ nào rồi? Chắc đến chỗ này rồi. Đó, thì cái chi tiết của cái phần tiền thất nghiệp là cái phần mà họ đã có cái sự gọi là ước tính qua trong cái khoản 180 tỷ đâu quý vị. Thì họ đưa ra cái sự ước tính như sau. Họ nói là 300 trên một tuần là gia hạn cái tiền thất nghiệp liên bang mà hôm trước chúng ta đã được nhận 600, và gối tiếp theo là chương trình phi mà 300 đó quý vị. Thì đây cái chương trình này gọi là chương trình gia hạn tiền thất nghiệp liên bang quý vị nha. Thì họ nói là 300 trên một tuần và họ ước tính là nó sẽ rơi vào khoảng 140 tỷ. Em không hiểu họ tính kiểu gì mà nó hết nhiều vậy. Và cho 18 tuần. 18 tuần quý vị nha. Và bắt đầu retroactive lại, truy lãnh ngược lại từ ngày 1 tháng 12. Và hết 18 tuần thì thôi. Thì trong cái phần tiền này thì họ có cái ước tính là 140 tỷ và còn có 40 tỷ là cho cái phần tiền của state thôi. Thì nó sẽ chênh lệch theo cái độ ít nhiều của từng người. Mỗi người có một cái mức khác nhau. Có người có thể vài trăm, có người PUA 167 và có những người thì chỉ có mấy chục thôi. Thế nhưng mà cái khoản 40 tỷ này liệu có đủ cho, có gia hạn đủ cho ít nhất trong cái thời hạn 3 tháng hay không? Hoặc là nếu như ít như vậy thì chắc là gia hạn được thêm 13 tuần chẳng hạn là hết rồi. Chứ làm gì còn nữa, mà em cũng không có biết là họ tính như thế nào. Nhưng đại khái là họ có cái sự khao tính toán là như vậy đó quý vị. Là họ đưa ra cái khoản như thế này và họ nói là cái phần tiền cho liên bang á, thì có thể là hợp lý. Nhưng mà cái phần cho tiểu bang thì họ không có biết là nó có hợp lý hay không, liệu cái số tiền đấy nó có ok hay không. Tại vì có 180 tỷ thì hôm trước em ước tính là cái phần tiền của liên bang nó chỉ hết có mấy chục thôi. Thế nhưng mà không hiểu sao họ hôm nay họ đưa ra cái con số tính toán là nó lên đến 140 tỷ quý vị nha. Thì đấy là cái vấn đề ở trong cái khoản gia hạn tiền thất nghiệp. Và chúng ta yên tâm, PUA hay là W2, Contractor Independent hay là những người mà 1099 thì đều nằm under dưới cái PUA hết quý vị. Người ta không có tách ra quý vị nha. Người ta không có nói là 1099 được hay không, hay là W2 chỉ có W2 được. Trong cái phần này là họ giải thích là không có liên quan đến 1099 không được quý vị nha. Họ không có nói vậy nha. Thì đấy là cái giải thích để cho chúng ta biết thêm. Còn về phía Tổng thống Donald Trump thì sao? Ông đã phát biểu và ông đã nói là ông sẵn sàng ký bất kể một cái bill nào. Cho dù không có 1.200 ông cũng ký quý vị nha. Tại vì bây giờ là cái lúc nước rút gấp bách nhất rồi. Nếu muốn cái cứu trợ nó phải đàm phán kéo dài dài á, thì Tổng thống cũng như tất cả những người mà họ cũng đang quan tâm đến người dân đó, là họ cũng muốn cho ra ngay đi được bao nhiêu cứu trợ khẩn cấp trong cái cuối năm này, để cho những cái deadline ở bên này nó được ít nào hay ít đấy đi, nó đỡ cho người dân Mỹ. Còn lại họ muốn đàm phán kéo dài, họ muốn gì thì họ chờ xong cái bill này rồi họ hãy đàm phán. Chứ bây giờ chờ họ đàm phán, họ đồng ý để đưa ra cái bill khổng lồ thì nó lâu lắm quý vị. Thì bây giờ tiền thất nghiệp chúng ta cũng đã hết đến nơi rồi, 26 tháng 12 là hết rồi. Và bên cạnh của Tổng thống Donald Trump thì ông Joe, ông cũng đưa ra cái ý kiến của ông ấy là ông ấy muốn gia hạn tiền thất nghiệp 600 trên một tuần. 600 trên một tuần nha quý vị nha, kéo dài cho đến hết mùa dịch. Và 1.200 bao gồm 1.200, nhưng mà ông ấy muốn cái gói bill này thì khi nào ông ấy sẽ có thể thực hiện được quý vị? Khi ông ấy nhậm chức, nếu như ông trở thành tổng thống mà còn chưa biết ông có trở thành tổng thống hay không, thì đến ngày 20 tháng 1 ai là tân tổng thống thì cái gói cứu trợ mới khổng lồ nó cho ra đời thì thôi, lúc đấy cho ra đời cái gì thì cho, lúc đấy cái bàn thoải mái. Còn bây giờ vaccine cũng chưa có cho người dân đâu quý vị. Chúng ta phải tiêm đại trà, trong khi vaccine Pfizer bây giờ còn đang bị hạn chế. Có đủ cái lượng đủ cái lượng nhóm đầu tiên còn chưa đủ, chứ đừng nói đến đại trà. Đại trà chúng ta cũng còn phải chờ, dài cổ ra và chờ cho đến lúc đó. để mà có vaccine rồi thì nó mới ổn định được, thì chúng ta cũng đã bị gọi là những cái shutdown, lockdown của chính phủ Mỹ hiện tại như California này chẳng hạn cũng đã chết dần chết mòn rồi quý vị. Họ đang có những cái comment ở trên người Mỹ, họ cũng đã nói chứ em nghĩ là người Việt Nam mình cũng ở trong cái tình trạng như vậy thôi, thậm chí còn khó khăn hơn. Người Mỹ mà họ cũng nhiều người, người ta cũng khó khăn lắm quý vị. Họ nói là tôi còn phải bán, tôi còn không có khả năng để mà trả nợ, thành ra tôi phải gì? Tôi phải bán xe, mặc dù là họ có cái xe để là cái phương tiện, quý vị biết rồi đấy, ở Mỹ mà không có cái xe thì coi như là mình cụt chân. Đi chợ mua đồ ăn thôi mà không có xe đi, chúng ta đâu có thể đi bộ được, đâu có thể đi ngoài cái xe hơi ra. Mà bây giờ có những nhà họ khó khăn quá, họ phải bán xe để không phải trả tiền bảo hiểm xe là cái thứ nhất, để không phải mua tiền xăng đổ vào xe, thì cái đấy nó cũng không có hết nhiều nhưng mà nó vẫn là những cái chi tiêu hàng ngày của họ, và họ không thể trang trải nổi thì họ phải bán đi thôi. Thì bây giờ tại vì họ cũng không có đi làm, họ ở nhà thì họ nghĩ là cái xe bây giờ cũng chả có cái tác dụng gì, thôi bán đi để lấy tiền trang trải, tại vì họ không còn cái nước nào nữa đâu quý vị. Rất nhiều người họ đã comment, họ nói là tôi bán xe rồi, tôi bây giờ chỉ còn một nước cuối cùng là ra ngoài đường thôi đó quý vị thấy không. Đây không còn phải là chuyện đùa nữa đâu, nếu như họ cứ shutdown, lockdown giống như tiểu bang California hay là New Mexico rồi New York, rồi rất nhiều những tiểu bang có những cái chương trình shutdown nữa, lockdown cũng hạn chế, rất là khó khăn trong công việc nha quý vị nha. Thì đây là cái điều mà Vanessa cũng mong muốn chia sẻ cho quý vị, là cái tấm bill hiện nay là họ đang đi vào cái nước rút cuối cùng rồi, còn lại mỗi cái sự tranh cãi đó là cho 100 còn là 1.200 vào hay không. Thì ông Sander họ cũng rất coi trọng cái ý kiến của ông này, ông ấy thì cứ nói là phải cho vào và ông phân tích tại sao phải cho vào, thì hôm trước bạn đã chia sẻ rồi đó. Và bà Pelosi thì ngày mai chúng ta sẽ biết được là họ quyết định đi đến cái gì. Và cả cái đêm hôm qua là cái nhóm lưỡng đảng làm việc thâu đêm quý vị nha. Hôm nay cái bài báo họ đưa ra cái chi tiết là nhóm lưỡng đảng Bipartisan đã làm việc thâu đêm, đã nói chuyện để bàn về cái vấn đề là cái gói cứu trợ của họ có nên sửa đổi cho 1.200 vào hay không, rồi thay đổi cái số lượng tiền cho tiền thất nghiệp, rồi rất nhiều những cái khoản khác nữa quý vị nha. Thì ngày mai sẽ là cái ngày mà chúng ta biết được cái thông tin quan trọng nhất của cái gói cứu trợ này. Vào ngày hôm nay nếu như còn những cái thông tin gì nữa thì Vanessa sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị, và một lát nữa thì em cũng sẽ thu thập rất nhiều những cái thông tin mới và sẽ chia sẻ cho quý vị trong cái livestream của buổi chiều ngày hôm nay. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều, rất mong quý vị like, share video cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Vanessa, cũng như nhận những cái video mới nhất. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video clip lần sau. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an trong mùa dịch. Bye bye.